Chuyến thăm Trung Quốc của ông không chỉ là dịp để nói về quan hệ giữa hai nước mà còn là về tính cách của tân Tổng Bí Thư cũng như chính sách của ông. Chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề này cũng như hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam và tin tức kinh tế trong chuyên mục Tổng quan hàng tuần. Bước đi mang tính đột phá của tân Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm Một lần nữa, như đã xảy ra trong mấy tuần liên tiếp, chủ đề chính của chuyên mục Việt Nam trên báo nước ngoài là chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Xét cho cùng, sự kiện trọng tâm của tuần qua là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm Trung Quốc của ông không chỉ là dịp để nói về quan hệ giữa hai nước mà còn là về tính cách của tân Tổng Bí thư cũng như chính sách của ông. Chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề này cũng như hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam và tin tức kinh tế trong chuyên mục Tổng quan hàng tuần. Hà Nội mong đợi gì từ Bắc Kinh và Washington? Sự kiện mang tính biểu tượng là Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc là quốc gia đi qua thăm đầu tiên sau khi nhậm chức Tổng bí thư, qua đó cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ với Bắc Kinh đối với Hà Nội. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông quốc tế. Tờ The Diplomat viết, Thứ nhất, Việt Nam rất quan trọng quan hệ liên đảng, coi đây là kim chỉ nam chiến lược cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Thứ hai, ông Tô Lâm muốn tái khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục kế thừa di sản ngoại giao cấp cao của người tiền nhiệm với ông Tập Cận Bình. Đáng chú ý, ông Tô Lâm đến thăm Trung Quốc với tư cách kép Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước, nghĩa là ông ở vị trí hoàn toàn tương đương với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo Việt Nam đến thăm Trung Quốc với cả hai cương vị này. Thứ ba, chuyến công du này cho thấy rõ việt nam nhất quán trong việc phát triển quan hệ với trung quốc coi đây là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình trong một bài viết khác tờ báo này so sánh mối quan hệ của việt nam với hai cường quốc trung quốc và hoa kỳ tác giả viết chuyến thăm này thể hiện sự tin cậy lẫn nhau trong quan hệ giữa trung quốc và việt nam và cho thấy điểm tương đối yếu về mặt chính trị trong mối quan hệ của việt nam với hoa kỳ mặc dù cả hai nước đều là đối tác chiến lược toàn diện của hà nội bản chất của ngoại giao cơ chế việt nam bảo vệ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản sự tương tác của đất nước này với các cường quốc đặc biệt là trung quốc và hoa kỳ phản ánh các nỗ lực có ý thức này tuy nhiên những gì việt nam mong đợi nhận được từ hai cường quốc này lại khác nhau hà nội mong nhận được sự bảo đảm từ hoa kỳ rằng việc mỹ tăng cường hợp tác với việt nam không nhằm mục đích lật đổ chế độ sự hoài nghi của việt nam đối với ý định của hoa kỳ vẫn còn sâu sắc do hoa kỳ hỗ trợ nhiều tổ chức chống cộng trên đất nước mình bất chấp những tuyên bố gần đây của Washington về việc Mỹ tôn trọng hệ thống chính trị của Việt Nam, quyết định gần đây của Hoa Kỳ từ chối cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam chỉ làm gia tăng sự hoài nghi của Hà Nội. Còn trong quan hệ với Bắc Kinh, Việt Nam mong muốn Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm quản lý đảng, nhà nước, phát triển hợp tác để duy trì ổn định chính trị trước các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài. Trái với một số suy đoán cho rằng hợp tác chính trị giữa Trung Quốc và Việt Nam chủ yếu mang lại lợi ích cho Việt Nam, Trung Quốc cũng được lợi rất nhiều từ một Việt Nam ổn định về chính trị bởi vì hai nước có chung đường biên giới trên đất liền. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) công bố một báo cáo chi tiết về quan hệ Việt Mỹ trong nhiều lĩnh vực về lịch sử, hiện tại và triển vọng của mối quan hệ này. Đảng Cộng sản Việt Nam dù có người lãnh đạo nào cũng sẽ tiếp tục coi giá trị đích thực là sự độc lập, tự chủ của Việt Nam trong sự cạnh tranh với các nước lớn, đây luôn là nền tảng trong chiến lược của Việt Nam. Điều này có nghĩa là Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ với Hoa Kỳ, đồng thời cố gắng thiết lập mối quan hệ ổn định và hiệu quả với Bắc Kinh nếu có thể. Tác giả báo cáo rút ra kết luận này và lưu ý rằng, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong nền kinh tế khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khiến nước này trở thành một đối tác quan trọng đối với Hoa Kỳ. Và nếu ông Donald Trump đã cử nhiệm kỳ thứ hai, thì ông khó có thể đảo ngược xu hướng hợp tác kinh tế gia tăng. Nhưng chắc chắn, chính quyền Trump có thể làm chậm tốc độ phát triển quan hệ song phương. Việt Nam sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại. Trang mạng fullcrum.sg đăng tải một bài phân tích về chính sách đối nội và đối ngoại trong tương lai của ông Tô Lâm. Các tác giả coi vấn đề chính là khả năng của ông giữ hai cường vị, Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước cùng một lúc. Nếu ông Tô Lâm vẫn giữ cả hai chức vụ cao này, đặc biệt là sau năm 2026, thì cuộc đấu tranh chính trị nội bộ ở Việt Nam có thể giảm bớt và hệ thống chính trị của đất nước có thể trở nên ổn định hơn trong ngắn hạn sẽ có ít thay đổi lãnh đạo ở cấp cao nhất tuy nhiên môi trường chính trị ở việt nam có thể trở nên độc đoán hơn và nền dân chủ trong nội bộ đảng có thể bị ảnh hưởng các tác giả viết về chính sách đối ngoại dưới sự lãnh đạo của ông tô lâm việt nam sẽ tiếp tục duy trì sự cân bằng trong quan hệ với các nước lớn đặc biệt là trung quốc và hoa kỳ sẽ duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả các nước quan trọng trên toàn cầu Cách tiếp cận này là lựa chọn tối ưu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, bất kể ai là người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu bảo vệ công lý không thể đạt được. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc từ lâu, nhưng vết thương vẫn chưa lành. France 24 đưa tin rằng, Tòa án Phúc Thẩm Paris ra phản quyết bác bỏ đơn kiện dân sự của bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt kiện Monsanto và 13 tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam, dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Bà Tố Nga mắc bệnh tiểu đường, bệnh lao, bị ung thư và một trong số các con gái của bà đã mất đi vì dị tật tim. Năm 2021, tòa án tại thành phố FG ở ngoại ô thủ đô Paris cho biết không có thẩm quyền để phán quyết một vụ việc liên quan tới các hành động thời chiến của chính phủ Mỹ, do đó tòa bác bỏ vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Và giờ đây, Tòa án Phúc Thẩm Paris lại giữ nguyên quyền miễn trừ tư pháp của các công ty đó. Ở Hoa Kỳ, nhiều cựu chiến binh Mỹ đã nhận được khoản bồi thường vì đã mắc phải các căn bệnh như ung thư, bệnh về gan và rối loạn thần kinh. Sau khi trở về từ chiến trường Việt Nam, nơi họ đã bị phơi nhiễm chất độc màu da cam, nhưng khoản tiền bồi thường không được áp dụng cho các nạn nhân ở Việt Nam. Năm 2005, toàn Mỹ đã bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Tin tức kinh tế, Tờ Financial Times tiết lộ, Việt Nam dự định sử dụng những ưu đãi nào mang tính đột phá để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh. Media Outreach giới thiệu, công ty Vinhome đã định nghĩa lại cuộc sống đô thị ở Việt Nam, tạo ra những không gian dân cư đặc biệt, kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng, công nghệ và cộng đồng. Với danh mục gồm 29 dự án trải khắp 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, công ty đã đặt ra những tiêu chuẩn mới cho phong cách sống đô thị tại Việt Nam. Nikkei Asia cho biết rằng, công ty Nhật Bản Hitachi đã khởi kiện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư bồi thường các chi phí phát sinh từ sự chậm trễ trong việc xây dựng dự án Metro. Theo kế hoạch ban đầu, tuyến Metro số 1 của thành phố được cho là sẽ hoạt động vào giữa năm 2010, nhưng mục tiêu hiện tại là vào cuối năm 2024. Chi phí làm dự án đã tăng hơn gấp đôi so với kế hoạch ban đầu, do việc xây dựng kéo dài khiến công ty phải trả lương cho công nhân lâu hơn dự kiến và làm tăng chi phí vật chất. Truyền thông Việt Nam cho rằng Hitachi phải chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ này. Khép lại chuyên mục Việt Nam trên báo nước ngoài là thông tin được nhiều phương tiện truyền thông quốc tế đăng tải. Bé trai 6 tuổi ở tỉnh Yên Bái sống sót thần kỳ sau 5 ngày đi lạc trong rừng. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 150 người tham gia tìm kiếm. Khi đói, cháu đã lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống. Tới đâu thì ngủ vật vạ ở đó. Điều này cho thấy sự kiên cường, tháo vát của con người Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Học sinh giỏi ký nhận tiền thưởng 200.000 đồng, nhưng được phát vỡ giá chỉ 6.000 đồng. Học sinh giỏi trường Trung học phổ thông Thái Phiên Đà Nẵng ký nhận tiền 200.000 đồng, để nhận 20 cuốn vở, nhưng giá thị trường mỗi cuốn chỉ có 6.000 đồng. Liên quan bài viết ký nhận tiền thưởng nhưng chỉ được vở, học sinh ấm ức, khi đi đổi lại càng ấm ức hơn, phụ huynh mong muốn làm rõ giá trị thực của cuốn vở. Đi xin báo giá để chứng minh. Bà Hằng là phụ huynh của một học sinh nói, chúng tôi không vì giá trị cuốn vở mà cần sự trung thực trong môi trường giáo dục. Đây còn là phần thưởng của các con, lại càng nên trung thực để các con noi gương bà cho biết vụ việc được phát giác khi học sinh chê chất lượng vỡ nên ít em dùng các phụ huynh đi nhiều nơi ở Đà Nẵng đều được trả lời không bán loại vỡ này vì chất lượng giấy mỏng ít người mua khi nghe hỏi mua để đi từ thiện một đơn vị cung ứng sĩ văn phòng phẩm báo giá đây là vỡ tân tiến 96 trang giá của mỗi cuốn là 6.000 đồng nhưng phải đặt trước thì mới có hàng có 654 học sinh giỏi của khối 10 và khối 11 nhận vỡ một số phụ huynh các em đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng phải trả lại số tiền 80.000 đồng cho mỗi em sau khi đã trừ tiền vở. Hiệu trưởng tự mua vở giá 10.000 đồng một cuốn. Cô Mai là giáo viên trường trung học phổ thông Thái Phiên cho biết, trước bức xúc của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức một buổi họp bất thường vào ngày 25 tháng 1 năm 2024. Buổi họp diễn ra hơn 150 phút, vẫn không làm rõ được vấn đề ai là người đi mua vở và giá mỗi cuốn là bao nhiêu. Đến buổi họp hội đồng vào ngày 21 tháng 2 năm 2024, sau khi kiến nghị lên ban thanh tra nhân dân của trường thì được trả lời là có hợp đồng với báo giá là 10.000 đồng một cuốn. Hợp đồng không có hóa đơn điện tử và không có người đề xuất mua hàng trong nhà trường. Tháng 3 năm 2024, một số giáo viên kiến nghị lên Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cùng với nhiều bằng chứng dấu hiệu sai phạm khác của hiệu trưởng. Tháng 6 năm 2024, lãnh đạo sở đã có công văn phản hồi từ kết luận của thanh tra sở, theo đó, hiệu trưởng là ông Nguyễn Bá Hảo có hợp đồng số tiền mua vở là 138,4 triệu đồng, số lượng 13.840 cuốn, đơn giá là 10.000 đồng một cuốn. Ông Hảo trực tiếp quyết định và thực hiện mua vở, không thực hiện đấu thầu theo quy định. Lãnh đạo sở phản hồi việc cho học sinh ký nhận tiền mặt mà nhận vở là không đúng theo hồ sơ thanh toán. Do đó, yêu cầu ông Hảo hoàn trả lại toàn bộ số tiền 138,4 triệu đồng cho những học sinh đã ký nhận tiền nhưng lại được nhận vỡ. Công văn trả lời cũng thể hiện rõ một loạt sai phạm của hiệu trưởng này liên quan tài chính. Điều đáng nói là thay vì trả đúng số tiền, ông Hảo lại yêu cầu học sinh đem vỡ thưởng nhận từ năm ngoái lên đổi tiền. Khi học sinh đã đổi lại, không đổi được vì không còn nguyên tem, nguyên kiện. Điều này như giọt nước tràn ly đã khiến cho học sinh bức xúc. Sau đó, ông Hảo yêu cầu dừng đổi vỡ và đợi đến đầu năm học mới cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày